Panda. I got broads in Atlanta. Since you thought me in the family. Credit cards in the scammers. Getting the licks in the band. Legacy. Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với Lang Vũ Đại. Ngày hôm nay chúng ta sẽ quay trở lại với nhân vật DK. Thì như anh em đã biết, DK là một trong những nhân vật đời đầu của mũ online, bao gồm là DW này, NF này và DK là ba nhân vật đầu tiên. Từ ngay từ season 1 và cho đến bây giờ là season 16, gần như 17 năm, gần 20 năm trời của người ta. Nhân vật DK đã trải qua rất là nhiều biến cố, từ lúc bị nép khi mà mất choáng, khi cầm view mà mất choáng, rồi được tăng skill mới, rồi được boost các kiểu. Thì em đó bây giờ trở lại với một sức mạnh cực kỳ đáng ngờ. Ngày xưa thì chúng ta chỉ build DK với skill đâm gió, hoặc là đâm gió mở rộng của Matabot, hay còn gọi là Fire Blow. Nhưng mà đối với season 16, chúng ta sẽ có một skill mới gọi là Smoke Blow. Đây, mình sẽ cho anh em thấy. Và đối với skill này thì chúng ta sẽ có cái tầm đánh xa hơn, cũng như là skill nó rộng hơn, không khác gì một nhân vật đi theo dòng AD cả. Tầm đánh rất là rộng. Vậy, đi theo đường này, đi ra làm sao? Đối với video về BM, mình sẽ làm hai dạng. Một dạng BM sẽ không có put mid và một dạng sẽ có put mid. Và ngày hôm nay trước mắt mình sẽ build không có public để xem khả năng diệt quái của em ở làm sao, tỷ lệ diệt quái trên 1 giây là bao nhiêu con. Đầu tiên chúng ta sẽ bật ra bảng C. Đối với bảng C của em nó tối đa chúng ta sẽ có 2492 pool kể cả lúc ăn hoa quả. Và set áo quần của em nó sẽ áo quần yêu cầu tối đa là 1188 sức mạnh để có thể mang. Vũ khí thì làm sao? Vũ khí sẽ cũng là 1198 hoặc là NE 1181 tùy anh em muốn đi theo đường nào. Và ngày hôm nay mình sẽ đi theo đường stream, chắc chắn là đi solo là phải stream kèm IP thôi. Như các video trước mình đã nói với anh em, thì muốn build nhân vật nào thì chúng ta cũng phải cân đối giữa điểm bảng Master A đây và bảng C. Tất nhiên mình sẽ tăng ở bảng con đầu tiên. Rồi. Anh em tăng vào ô này sẽ giảm khả năng hư hỏng của trang bị nhanh nhé. Đi PM thì chỉ cần tăng hồi mana. Rồi. Tiếp tục. Hồi HP. Rồi. Đối với hồi Agi mình sẽ tùy thuộc sau này mình nhớ là BM sẽ không cần nhiều AI cho lắm, mình sẽ giữ nguyên, chưa tăng bội. Tiếp tục mình sẽ tăng với 10 điểm cơ bản. Sau này nhiều điểm sẽ tăng thêm, không vội vàng. Tiếp tục. 10 điểm cơ bản với khả năng phòng thủ thành công. Như vậy là chúng ta đã tăng được 10 điểm. Tiếp tục. Ở BM mình sẽ khác một chút so với sụt. Vì BM sẽ khá dư điểm khi mà chúng ta không cần tăng quá nhiều pawn vào tất cả các cái ô mà như Malasiu này kia. Nên mình sẽ dồn pawn vào ta. BM là một trong những nhân vật rất cần điểm. Mình sẽ tăng mắc pô 20 nhé. 20 AG để có tập đánh tốt hơn. Anh em có thể thấy là được cải thiện rất là nhiều. Tiếp tục 20 NE. Và sao lại BM cần NE? Anh em có thể thấy khi chúng ta tăng NE thì skill attack power của em nó sẽ được tăng lên. Và cách tính đam của em nó rất là khá phức tạp, nhưng là đơn giản là skill đan nhân với phần trăm win nhân với attack power này, attack power này với nhân với skill attack power này. Nên anh em mà càng tăng NE thì khả năng đường đam gây ra càng nhiều. Nhưng mà anh em phải cân đối, anh em tăng quá nhiều NE thì không đủ pool tăng vào thì nhẹ làm cho em nó đâm ít hơn thì đường đam đem lại nó sẽ không hiệu quả. Vị trí 20 anh em thấy chưa,
mình tăng 20 điểm và bây giờ mình đã được 211 phần trăm. Tiếp tục chúng ta sẽ quay trở lại với điểm pool cơ bản. Pool cơ bản là gì? Pool cơ bản là anh em tăng vừa đủ để mang được tất cả các món đồ này. Chúng ta chú ý đối với áo quần thì bây giờ chỉ cần 1052 là sức mạnh mà chúng ta có thể mang được, nhưng mà vũ khí nó sẽ cần là 1062, nên bây giờ mình sẽ tăng 1062 vào. Anh em đợi chút, mình di chuyển cái này qua cho nó dễ nhìn. Việc ADD SOG 1062 và đây là star của sức mạnh, điểm sức mạnh tối thiểu cần phải có nha anh em. Bây giờ là gì? Agi yêu cầu 228 và Agi là yêu cầu 255. Tiếp tục ADD Agi 255, 383 là điểm A sức mạnh tối thiểu mà anh em cần. Bây giờ mình đã có thể mang tất cả các món đồ mình lên. Đấy, thấy không? Khác biệt lên, đẹp trai lên. Đây, mình sẽ để vào bên này một chút. Đấy, đẹp trai lên. Nhận phô thủy, bài quỷ, độ nâu 8%, một cái nguyên 4, phòng 15. Tiếp tục, mình sẽ đi ra, không có nọc slot, mình sẽ sử dụng ở bên này. Vì mình đang sử dụng Earring hồi AG cộng 10 và tăng nhanh nhẹn lên 7. Nếu như anh em không có điều kiện thì sẽ phải cân đổi lại điểm nhé. Và trong video này mình sẽ chỉ luôn. Như vậy là chúng ta đã có phone cho em nó. Đối với phone như vậy thì mình nên tăng thêm tất cả các điểm này như là nào, đó làm sao. Thì mục đích cuối cùng của mình, vì mình đưa nhân vật này theo đường là xuống gốc bờ lâu, nên chúng ta sẽ phải cân đối điểm AG và sức mạnh. Với sức mạnh thì chúng ta sẽ có khoảng 2000 sức mạnh là chúng ta đã có được bonus attack power. Và AG mình sẽ giới thiệu với anh em một web. Đây, mình sẽ cho anh em thấy. Như anh em đã thấy, trên web viewer mua online thì mình đang sử dụng theo skill distab, nghĩa là đối với attack speed là từ 188 đến 229, chúng ta sẽ có được là 214 khả năng tấn lần đánh hit. Như vậy nếu như mà anh em tăng lên tầm này, từ 188 này anh em tăng lên tầm 189 hay 190 thì nó sẽ giống như là 188 mà thôi, nên chúng ta sẽ phải cân nhắc có nên lên 230 hay không, hay là chỉ nên giữ 188 speed. Ok nha nha. Bây giờ mình sẽ quay lại với nhân vật DK của mình. Và mục tiêu của mình là gì? Mình sẽ cố gắng build nhân vật DK này với attack speed là khoảng 188 như hồi nãy. Và bây giờ chúng ta có bao nhiêu? 159 attack speed. Nhưng anh em phải lưu ý, đối với bảng Mata chúng ta sẽ có được thêm 10 speed. Ở đây attack speed thêm 1 điểm và 10 điểm là sẽ 10 speed mà sử dụng chỉ một tay. Nên đối với 188 chúng ta sẽ trừ đi 10 điểm, nhưng và để chúng ta sẽ tăng vào Master 3 thì chúng ta sẽ còn là 178. Tiếp tục ở Master 4 chúng ta có thêm một ô để tăng được attack speed nữa. Mình sẽ di chuyển qua skill Sword Blow. Đây là chính là skill Sword Blow. Và tương tự như Master 3 chúng ta cũng có thêm được 10 điểm và attack speed, nghĩa là tổng cộng là chúng ta có 20 điểm. Thì đối với 20 điểm chúng ta sẽ có là 188 trừ đi 20 sẽ là bằng 168 điểm, nghĩa là chúng ta chỉ cần only need ATK speed bằng 168. Để đạt được 168 ATK speed này thì chúng ta chỉ phải tăng vào AG. Tiếp tục 161 60. Và chúng ta sẽ cùng xem là bao nhiêu điểm sẽ đạt được một ATK speed nha nhé. Bây giờ mình sẽ phải tăng cho nó lên 162 đạn. Rồi 162. Tiếp tục mình sẽ cộng tiếp xem bao nhiêu AG, điểm AG nó sẽ tăng lên một ATK speed nha nhé. 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 7, 8, 15 điểm, 15 Ponagi, sẽ bằng 1 Atikaskip. Sau, vì vậy, từ 168, 168 này, 168 trừ đi 163, chúng ta sẽ bằng với 5 điểm nữa. Đối với 5 điểm này, thì cần phải tăng bao nhiêu Agi? Thì chúng ta như thế này tính được, ta lấy 5 nhân với 15 là bằng 75 phôn. Bây giờ mình sẽ tăng thêm 75 phôn và Agi nó sẽ lên thành 168 nha anh em. Việc ADD Agi bằng 75. Đúng chưa nha, 168 tròn luôn. Đây là điểm tròn khi mà Agi cần thiết để tăng được 168 speed. Tiếp tục, như 65 điểm chúng ta sẽ tăng vào đâu? Mình sẽ chủ yếu tăng vào NE. Thì mình nhớ là đối với NE chúng ta sẽ cần với 10 điểm năng lượng để đạt được 1 Artifact Power. Đây là 68, 65, nghĩa là mình tăng 60 điểm. 60, 60 chia cho 10 là được 6, đó sẽ được 6. Rồi, 60 tốn. NE sẽ bằng 6 ATK Power. Nghe em. Tiếp tục mình sẽ tăng hình con sẽ ADD NE này 60. Đúng chưa? Từ 285, từ 285 cộng với 6 ta sẽ bằng 291. Ok chưa nhé? Tiếp tục tempo này, mình sẽ tăng vào stem mà thôi. Tăng càng về stem thì attack power nó sẽ tăng lớn. Ok, như vậy là chúng ta đã tăng được điểm gần như là đẹp nhất đối với bảng C. Chúng ta sẽ quay trở lại với bảng Master 3. Đây, tiếp tục với bảng skill, chúng ta sẽ tăng 10 điểm vào attack success đây, trước mắt cái đạn. Và 10 điểm vào Super Fury Mastery, nó sẽ tăng được thêm một rank nhé. 10 điểm. Tiếp tục, mình sẽ tăng vào Weapon Mastery, 10 điểm. Mình sẽ tăng tất cả các điểm cơ bản. Tiếp tục tăng vào Disrupt Scanner, 10 điểm. Tại sao phải tăng vào ô này? Đây là ô cần thiết để mở được Disrupt Protein nha. Anh em phải để ý. Đây, yêu cầu của Sword Blow Beat là yêu cầu Disrupt Protein 10 điểm. Nên chúng ta sẽ phải tăng vào những ô này mà thôi. Tiếp tục 10 điểm. 6, 8, 9. Đây. Rồi, bây giờ chúng ta đã thỏa mãn điều kiện. Nghe thấy chưa? Ok, sau khi học xong bước Blow, chúng ta sẽ di chuyển qua mục số 2 và đưa em nó xuống. Ngoài ra chúng ta cũng sẽ có được file Blow vì mình đã học rồi. Mình sẽ tiếp tục đưa xuống skill dòng máu vào số 3. Đây là 3 skill cơ bản. Tiếp tục quay lại với bảng Master 3. Thì Master 3 mình sẽ tăng phải yêu cầu tăng tiếp 10 điểm máu để tăng khả năng thu đường của em nó. Máu ít quá thì quái nó sẽ đánh và chúng ta dễ chết. Lại lát nữa sao ta? 10 rồi. Tiếp tục. Vậy. 8. 9. 10. Tiếp tục chúng ta sẽ tăng vào mắc mana để có thể mở khóa được mắc màu ở ô dưới mắc AG. 8, 9, 10. Tiếp tục chúng ta chỉ tăng tiếp với 10 điểm mắc HP. Nếu như thì nếu dư điểm chúng ta sẽ tiếp tục tăng tiếp những như mình đã build với nhân vật skill ở video trước. Đối với skill Bloodstone này mình sẽ không tăng, nó được cái đẹp nhưng mà thật sự rất là thể nhanh nhé, không nên tăng. Qua bảng attack tấn công, chúng ta tiếp tục tăng 10 điểm vào attack rồi.
để có thể mở khóa được. Two hand, one hand, búa. 6, 7, 8, 9, 10. Rồi, bây giờ mình sẽ dùng vũ khí một tay. Tiếp tục. Đúng. 10. Rồi, ở đây như hồi nãy mình đã nói, chúng ta có cái gì? Chúng ta có 168. Và ở ô này chúng ta sẽ có 10 điểm vào attack speed. Anh em sẽ cùng xem nha. 168 này. Nhưng mà chúng ta tăng vào quan hệ này, chúng ta sẽ được tăng lên tích thêm 10 điểm. Mình sẽ tăng lên tục luôn anh em sẽ. Bao nhiêu con loại? 110. Bây giờ là 178. Ok anh em. Tiếp tục gông máu. Đối với gông máu mình sẽ được tăng lên 10 điểm. Rồi. Rồi. Tiếp tục mình sẽ tăng vào những mô ma tắc power 10 điểm. Tiếp tục mặc mình muốn. Tôi hình lại tăng 11 điểm rồi. Được không sao. Mười một, tăng tám 11 đi. Tiếp tục mình sẽ tăng vào attack speed. Khi mà tấn công thành công, chúng ta có khả năng hồi lại 5 máu, với tỷ lệ hồi là 50%. Mình sẽ phải tăng 10 điểm vào đây để tăng khả năng trụ được. Từ mỗi lần chúng ta đánh quái thì chúng ta sẽ được hồi lại 5 máu. 10 điểm chúng ta sẽ hồi lại bao nhiêu đây? Ba mươi bốn, 32 máu, rất là tốt. Lúc bộ đam một trong những lợi thế, nhưng mà các season về sau lượng đam của chúng ta rất là nhiều. Đang lát là gì? 8 điểm, 9 điểm, 10 điểm. Ok, tiếp tục. Để xem chúng ta sẽ còn dư bao nhiêu. 8, 9, 10. Ok, như vậy chúng ta sẽ dư 97 điểm. 97 điểm này mình sẽ tăng tiếp 5 điểm đi. Cái lượng đẹp của BM cũng khá là ok. 6.8, 6.9 này. Đây. 6.9 rồi. Nên 15 đẹp là được rồi. Mình cảm thấy là ổn định rồi. Tiếp tục, 20 điểm thêm 10 điểm vào attack success rate. Đấy, thì là mid down, thì đi tới BM. Chúng ta tiếp tục còn 82 pull. 82 pull mình sẽ tăng tiếp 20 điểm vào weapon mastery để tăng khả năng gây đam tối đa. Và để tăng khả năng gây đam tối đa, mình sẽ cũng tiếp tục tăng vào 1 điểm từ 32 đến đến 34. Chúng ta còn 71 điểm. 71 điểm này mình tiếp tục sẽ tăng vào khả năng xuyên giáp 20 điểm. 20. Tiếp tục. 20. Còn dưới 51 điểm, tiếp tục tăng vào khả năng maximum đam 20. Chúng ta còn dưới 42 điểm. Tiếp tục mình sẽ tăng vào bát mít. Chúng ta sẽ tăng được 5 đam khi mà tấn công quái trong vòng 2 ô. Mình sẽ tăng như đây 32. Ui, dưới đam ra rất là nhiều nữa nha. Gần như là mình đi theo kiểu mắc đam luôn. VM thì có mặc đam mà thôi. Chúng ta ghi 22 điểm. 22 điểm này mình sẽ xem nào. Thôi. Mình sẽ lấy 10 điểm hồi HP. Khi mà tấn công quái. Khi mình diễn cái này là diệt quái nhé. 10. 12 điểm mình sẽ tăng vào 1 điểm. Tiếp tục 1 điểm vào hồi AG. Nếu như mà lát nữa ta thiếu AG nhiều thì mình sẽ tăng tiếp 10 điểm vào đây. Nếu như không, mình sẽ khả năng cao là mình sẽ tăng tiếp 20 điểm vào Asuprey này. Tiếp tục.
Bây giờ lượng attack power của em đó là 5.000 chip. Mình sẽ tiếp tục quay trở lại với Master Bolt. Với Master Bolt để tăng được support blow, chúng ta di chuyển qua 1, 2, 3, 4 và 5. Tương tự với các skill khác, mình sẽ tăng mắc điểm ở ô cột đầu tiên để mở khóa bonus. Anh em hãy để là skill down của support blow nó sẽ thấp hơn 5 blow nha nhé. 19, 20. Ok, 15 điểm. Tiếp tục tăng 20 điểm. Rồi, người tiếp F down. Ở đây chúng ta sẽ có increase attack speed. Đây, mình sẽ di chuyển cái này qua một chút. Chúng ta đã có 178. Như hồi nãy chúng các bạn có nhớ không? Mình đã nói là chỉ cần 188 là đủ. Tiếp tục tăng 10 điểm vào increase attack speed. Rồi, bây giờ ta sẽ quay trở lại với số 1, số quốc 188. Nghe nhé, chúng ta phải tính tròn điểm, chuẩn từng điểm BM của chúng ta mới bằng được. Tiếp tục 20 điểm vào đạp. Rồi, tiếp tục 10 điểm, 20 điểm vào một phần đám Inclus để tăng đám một bộ khí lên. Mình nhớ không nhầm là 20 điểm sẽ là 15%. Đúng rồi, 15%. Tiếp tục tăng vào 40 điểm vào mắc máu. Về Master 4 thì lượng máu mang lại rất là nhiều, gần 3.800. Nên đây là ô bắt buộc chúng ta sẽ phải tăng. Mình sẽ tua lên đoạn này. Ok, như vậy là mình đã tăng được 40 điểm vào mặt máu. Ok, chúng ta tiếp tục với Master Bolt. Đối với chúng ta còn được 345 điểm. Và bây giờ là gì? Chúng ta có 20 pole vào Starting Rich. Chỉ cần thêm 5 điểm nữa là chúng ta sẽ mở khóa lên 40. Thì đối với 5 điểm này mình cũng đã học thêm được skill là gì? 5 blow. Và chúng ta sẽ tăng thêm 5 điểm để được mở khóa bonus Master 4. Oh. Đây, mình sẽ tăng 5 điểm. 1, 2, 3, 4 và 5. Bây giờ chúng ta sẽ có 40 điểm có thể tăng. Đối với 40 điểm này, mình sẽ chủ yếu là tăng vào stand để tăng được khả năng attack power của em nó. Chúng ta sẽ cùng tăng lại. Và mình sẽ tua những phần này, nó bỏ qua phần này luôn để tiết kiệm thời gian cho anh em. Ok, như vậy là mình vừa tăng tiếp 40 điểm vào Osta, tăng hết điểm vào sức mạnh. Và bây giờ lượng attack power cũng đã đạt được là 5.700-6.200. Tiếp tục, ở đây mình sẽ không tăng vào giáp cũng như là Deathwing. Mình sẽ tăng chủ yếu vào skill dam ở dưới. Đây, Ingrid dam, tăng điểm của Master 4, skill dam và tăng đam của mình. Đối với BM mắc đồ như mình nhé, mình sẽ tăng vào Bleach. Còn để như anh em mà đồ thấp đó, thì sẽ phải tăng của độc. Ok, mình tiếp tục tăng vào 20 điểm. Mục đích của mình là sẽ mở khóa
mở khóa hết, tất cả những ô này đều là mở khóa 40 hết. Mười, 10. Và 10 điểm. Bao nhiêu rồi? Chúng ta đã mở khóa được 10 điểm. Ô này cần bao nhiêu? 20 điểm nữa. Nhiều đây, chúng ta sẽ cần 24 điểm, 52 điểm, trời ơi, rất là nhiều điểm, 32 điểm, tăng ô mắc ô này 30 luôn. Chúng ta tăng vào ô này sẽ tăng đam của khả năng bleed đam, đam chảy máu. À, 10. Để xem chúng ta cần bao nhiêu điểm nữa. 40 điểm nữa để có thể mở khóa 40. 10. 10. 10. Đây là mở khóa 40. Cần 20 điểm nữa. Chúng ta cần 30 điểm nữa. Ô bonus debug này để có thể mở khóa được bonus win lên 40 điểm. 30 điểm à. Mình sẽ tiếp tục tăng vào debug này cho 30 luôn đi. Xong rồi. Tiếp tục. Tám, chín, mười. Ok, như vậy là chúng ta mở khóa 40 điểm. Trước mắt mình sẽ tăng 40 điểm vào English Dam. Hôm nay tự nhiên mà mình đã hơi lắc, anh em thông cảm. 6, 33, 35, 39, 40. Tiếp tục mình sẽ tăng 40 điểm vào ô này, sẽ tăng vào sức mạnh. Tương tự 40 điểm và 40 điểm. 40, 40, 40 nhân 3, đó, chính là 120. Và vừa tròn điểm luôn nha nhé. Ok. Như vậy là mình đã tăng được 40 điểm start vào sức mạnh, cũng như 40 điểm vào tăng skill và 40 điểm vào tăng khả năng gây đam của Winbot. Thì sau khi tăng điểm của bảng Master A xong, thì lượng attack power của mình đạt được là từ 7.2 cho đến 7.7. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tiến quái để cảm nhận sức mạnh của em nó.